Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 81 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp à, Chủ đề của phần 81 này là Nỉ cầy ly ma kề ly ma Bốn cái từ này chúng ta đều thấy quen phải không ạ? Bây giờ đây nè nhé Cầy ly nó sẽ có một cái nghĩa đó là giỏi, là hay hoặc là tuyệt Vào trong bài thì mình sẽ giải thích nội dung chi tiết hơn Rồi, nỉ cầy ly ma tức là bạn có giỏi không? Bạn có hay không? Cày ly với cái nghĩa đó và từ này nó cũng mang tính khẩu ngữ cao, tức là nó dùng ở trong văn nói là chính. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe người bản xứ người ta đọc hai lần. Lần đầu tiên đọc chậm và lần sau thì đọc nhanh hơn một chút để xem các anh chị và các bạn đã nắm bắt được nhiều chưa, sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn. Xin mời mọi người chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. 你给力吗？这个办法太好了，你真厉害。除了用“好”“厉害”，我们还可以用“给力”来表达一样的意思。所以你可以说：“这个办法太给力了，你真给力。” 给力是有帮助、给面子、好的意思。那没有帮助、不好，就是不给力啦。给力原来是北方一些地方的方言，后来在网络上流行起来，现在还出现在了词典里。 给力可以用在很多地方。工作上，你可以说：“我们老板真给力，每个月都给我们发奖金。”生活中，你可以说：“这个网速太不给力了，看电视剧老卡。”看球赛时，大家用的最多的也是给力。 比如，德国太给力啦！这场球不给力呀、啊，等等，你也试着用用给力吧，别人会觉得你的中文很给力哦。你给力吗？这个办法太好了！ 你真厉害！除了用“好”厉害，我们还可以用“给力”来表达一样的意思。所以你可以说：“这个办法太给力了，你真给力！”“给力”是有帮助、给面子、好的意思。那没有帮助、不好，就是不给力啦。 给力原来是北方一些地方的方言，后来在网络上流行起来，现在还出现在了词典里。给力可以用在很多地方，工作上你可以说我们老板真给力，每个月都给我们发奖金；生活中你可以说这个网速太不给力了。 看电视剧老卡，看球赛时，大家用的最多的也是给力，比如德国太给力啦，这场球不给力呀、啊，等等。你也试着用用给力吧，别人会觉得你的中文很给力哦。 và vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và nắm được nhiều không ạ? À? Sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Nghĩ kỳ ly ma, nếu chúng ta tách ra thành từng từng từ thì chúng ta rất là khó, rất là khó để giải thích cái nghĩa chính xác của nó. Nì, cầy cày ly ma từ cầy có nghĩa là cho, còn ly là sức lực, nhưng mà cầy ly ghép vô thì thành một cái từ mới, đó là giỏi, giỏi giang, là tài. Tài năng cũng được Nhưng mà nó chỉ mang cái tính khẩu ngữ ra là dùng trong văn nói Rồi chúng ta vào trong nội dung nha Chưa cơ ban thai họ lơ Chưa cơ ban thai họ lơ Cái biện pháp này tốt quá Hoặc là cái cách này tốt quá Nì trên ly hai Bạn thật là lợi hại Bạn thật là ghê gớm Bạn thật là giỏi giang Nì trên ly hai Rồi chủ lơ dùng họ ly chủ lơ là, là ngoài chủ lơ dùng họ ly tức là ngoài mình dùng cái từ họ và từ ly quai ra cái cách dùng của chủ lơ này nó có thể nói thêm là gì chủ lơ dùng họ ly quai gì quai chủ lơ chấm 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 gì là ngoài cái gì đó ra nhưng mà có đôi khi từ gì quai nó không dùng nữa thì thôi tức là nó bỏ nó tắt đi bỏ đi rồi chủ là dùng họ ly hai ngoài, ngoài việc là chúng ta dùng từ họ từ ly hai hòa minh hải cơ gì dùng kỳ ly lại biểu tả dĩ dàng tại dĩ xưa hòa minh hải cơ gì dùng kể ly chúng ta còn có thể dùng cái từ kể ly hòa minh hải cơ gì dùng kể ly lại ở đây là để lại Bèo tả dĩ gian tại vì xưa để biểu đạt cái ý nghĩa tương tự bèo tả là biểu đạt tức là biểu thị cũng được để biểu thị cái nghĩa tương tự mình đọc lại nha chưa cơ ban phải thay họ là tranh đi hai chủ lời dung họ đi hoài và Minhải khởi gì dung kể ly lại pèo tả ý gian tại ý xưa số gì thì khởi gì số số gì thì khởi gì số cho nên bạn có thể nói Chư cơ ban phạ thai ly là chưa cơ ban phạ thai ly là Như vậy ở trên thì cái cơ ban thay thai họ Ở dưới chúng ta có thể đổi là cái cơ ban phạ thai ly là Nghĩa như nhau Và tiếp nữa là nì Nì trên kỳ ly Nì trên kỳ ly tức là nì trên họ Bạn thật giỏi Thì bây giờ dùng cái từ kỳ ly này thay cho từ họ cũng được nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là ở trong bất cứ cái ngôn ngữ nào cũng vậy không thể nào có hai cái từ mà nó đồng nghĩa hoàn toàn trăm phần trăm hết á cho nên là nó chỉ đồng nghĩa ở một cái nghĩa hoặc là hai cái nghĩa nào đó thôi ngay chỗ này ví dụ kỳ ly với họ nó có thể thay thế cho nhau được nhưng ở những chỗ khác thì không thể ví dụ tha sư hào rỉnh không nói tha sư kỳ ly rỉnh được đâu rồi và rất nhiều chỗ khác nữa Ví dụ như hào xin là lòng tốt Xê xê nín tơ hào xin cảm ơn lòng tốt của anh Chứ không thể nói là xê xê nín tơ cày ly xin là không được Rồi như vậy nhớ là Trong ngôn ngữ không bao giờ có hai từ đồng nghĩa với nhau hoàn toàn được Tiếp nữa cày ly sư dầu băng tru cày men sơ Họ y sơ Rồi đây nó giải thích cái nghĩa của từ cày ly nè cày ly sơ cày ly là Kỳ lý sơ, băng tru, men sơ, sơ. Như vậy là kỳ lý nó có cái nghĩa là dù băng tru, tức là có ích, có sự giúp đỡ tức là có ích, rồi kỳ men tức là có thể diện. Mình khen người ta đi giữ cái thể diện cho người ta đó, kỳ men à, giữ thể diện, này. rồi họ có nghĩa là tốt. Kỳ lý sơ, dầu băng tru, kỳ men sơ, 那没有帮助不好就是不给力啦 <laughs> Na, Na ở đây có nghĩa là thế thì mỹ băng là thế thì mỹ băng là không có ích lợi gì hoặc là không tốt thì là ly rồi đúng không？不给力 Cây lý duyên lại sư bày phán gì xe ti phán thờ phán diễn. Rồi bây giờ nó giải thích cái nguồn gốc của từ cây lý nè. cày lý, cái từ cây lý này, duyên lại xưa, duyên lại là vốn là, duyên lại sư, bày phán gì xe ti phán thờ phán diễn, vốn là, phán diễn là phương ngôn, tức là tiếng địa phương, vốn là tiếng địa phương, ở một số nơi ở miền Bắc, ở miền Bắc đây, tức là miền Bắc Trung Quốc á, sư <Sý> bày phán phán Hô lại, trai hoàng lô Hô là về sau, trai hoàng ở trên mạng. Chỉ lại là bắt đầu nó thịnh hành lên. là lưu hành. À, lưu hành cũng có nghĩa khác là thịnh hành. Hô là về sau, bắt đầu nó thịnh hành ở trên mạng, tức là được nhiều người dùng ở trên mạng. Xin dài khái xu xiên là Khái xu xiên dài là sứ tiền Sứ tiền lý Xin dài là hiện nay Hải chú xiên là còn xuất hiện. Hải chú xiên trai, sư tiến lị còn xuất hiện ở trong từ điển. Nói như vậy là nó được xem là cái từ cũng khá là phổ biến và nó đã đưa vào trong từ điển rồi. tức là cái quỹ ban ngôn ngữ chuyên cập nhật từ của từ điển cũng đã đưa vào như vậy tức là cái tính phổ biến nó cũng khá là cao rồi. Và tiếp theo nữa, cây ly khởi gì dung trai hình đó ti phăng. Cây ly tức là cái từ cây ly đó Khởi gì dung trai hình đó thi phăng. Có thể dùng ở rất nhiều chỗ. À, có thể dùng ở rất nhiều chỗ. Ví dụ ha, cung cho sang là trên phương diện công việc. Chữ sang là, là phương diện hoặc là về mặt à, chai cung cho sang cũng được không có tự chai thì thôi chai cung cho sang hoặc là cung cho sang về phương diện công việc đi khởi gì số à, bạn có thể nói nói sao nào của mình lão trên kệ ly của lão bàn trên kệ ly ông chủ của chúng ta hoặc là sếp của chúng ta thật là giỏi của mình lão bàn trên kệ ly mày cơ dưới, tôi kể của mình pha chàng chim mỗi tháng đều phát thưởng cho chúng ta Mấy cơ vệ tôi kể của mình pha chàng chín. Chàng chín là cái tiền thưởng, phá chàng chín là phát tiền thưởng. Kể của mình phá chàng chín, tức là phát tiền thưởng cho chúng ta. Mình đọc lại câu đó. Cũng cho rằng, Nhi thử gì số, của mình lão bạn trên kẻ ly. Mấy cơ vệ tôi kể của mình pha chàng chín. Tiếp nữa, à, Sân hộ trung, tức là trai sân hộ trung trong cuộc sống. Sân hộ đây có thể là như là cuộc sống hay là trong sinh hoạt hay trong cuộc sống cũng được có từ chai càng tốt mình hay dùng từ chai ở đó trai sân hổ trốn hoặc là sân hộ trốn thì khởi gì số trơ cơ trơ cơ hoàng su thai phu ly là đi khởi gì số trong cuộc sống hoặc là trong sinh hoạt bạn có thể nói trơ cơ hoàng su hoàng su là tốc độ mạng tức là cái tốc độ của đường truyền á rồi cô Hoàng Su cái tốc độ đường truyền mạng này Vô kể ly Vô kể ly là Thay okay, vô kể ly là Thay cái gì đó là tức là Quá lắm còn này là thay okay, vô ly là, là, chậm Quá hoặc là tệ quá Đối với tốc độ của mạng Thì mình có thể nó chậm quá hoặc là tệ quá Thế là nó chậm nó rề 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 đó Bị lát gì đó Rồi à, Sân ngộ trốn nghỉ khởi gì số Trước cơ hoàng su Thay okay, vô ly là Hoàng đây tức là hoàng lua là mạng Còn xu là xu tu là tốc độ đó Ghép lại là hoàng xu là tốc độ mạng Tiếp theo nữa Khan tiên sư Khan tiên sư chi Tiên sư chi là à, phim truyện Tức là những cái phim dài tập trên truyền hình đó Khan sư chi Lão khả Lão là cứ còn khả là bị lát Tức là nó bị giật đó. Nó bị đứng hình hoài Thì nó dùng từ khả này rồi Rơ cơ hoàng su Thai bộ ly là sư Lão khả Lão đây là cứ Cứ là lung Khả đây có nghĩa là bị kẹt Có người người ta nó dùng từ khả Ngay chỗ này không đúng Mà phải dùng cái từ mới đúng Cũng cái từ này Nhưng mà đọc đó là đọc là chả Nhưng mà mình thấy nhiều người dùng là dùng đọc là khả Đài Loan dùng là khả Rồi tiếp theo nữa khan chủ chiếu sữa Chủ chiếu là bóng đá khan chủ chiếu sữa khi mà xem bóng đá khi xem bóng đá ta cha dùng tờ chơi tua tờ yeah, ly ta cha là mọi người dùng tờ chơi tua tờ này tức là tờ sữa cái từ mà mọi người được dùng nhiều nhất á dè sư ly cũng chính là cái từ ly này như vậy là khi xem bóng đá cái từ mà mọi người dùng nhiều nhất cũng chính là từ kỳ lý này đây. Ta gia dùng tờ, chê tố tờ, chê tố tờ sữa đó, dẻ sư kỳ lý. Ví dụ tờ của thai kỳ lý là, tờ của thai kỳ lý là, ví dụ đây là ví dụ, ví dụ như là đội của Đức hoặc là đội Đức. Thai kỳ lý là tuyệt quá hoặc là giỏi quá hoặc là hay quá, đội Đức hay quá. Trời sàng chủ chiếu trơ sàn xỉu hay là trơ sàn chủ xỉu cũng được cái trận bóng này phu cày lý à không hay trận bóng này không hay rồi như vậy mình chê một cái trận đấu nào không hay một cái trận bóng nào không hay thì mình nói như vậy trơ sàn xỉu phu cày okay, lý à à tiếp theo nữa và đằng sau là tận tần thôi như vậy là người ta cũng giới thiệu cho mình cái từ cày lý à, với những cái ví dụ từ ở trong công việc nè rồi từ trong cuộc sống nè rồi có thể trong học tập và nhiều lĩnh vực khác nữa tinh thần là vân vân thôi lý về dung dung cày lý ba về sư dung dung cày bạn cũng nên thử à, sơ, sơ đây là thử thử cho dung dung nên thử một chút nên thử dùng một chút dùng cái gì dùng cái từ cày lý này Nghĩ về sư trời dung dung lý bạn cũng nên thử dùng cái từ cày ly này đi. Bé rỉnh khuy trẻ ta, nì tơ trung quẩn. Hảnh cày ly gò. Bẻ rỉnh khuy trẻ ta, mọi người sẽ cảm thấy nì tơ trung quẩn là tiếng trung của bạn. Tức là nì tơ khanh gì á, cày ly do. cũng à, rất là giỏi. Cũng rất là giỏi. Thì đó là nội dung chính của bài vừa rồi. À, anh chị nắm được hết không ạ à? sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần nữa phần này rất quan trọng các anh chị nên nghe đi nghe lại nhiều lần nếu được thì chúng ta không nhìn lên màn hình chúng ta cứ nghe nghe đến khi mà nhẹ nhàng giống như nghe tiếng việt không cần phải suy nghĩ nữa là lúc đó gần như chúng ta cũng thuộc rồi thì chúng ta sẽ kể lại kể lại cho bạn bè nghe cũng được còn không mình tự kể trước tấm gương cũng được kể ô i chảy lưu loát thì xem như là thành công. 你给力吗？这个办法太好了，你真厉害。除了用“好”“厉害”，我们还可以用“给力”来表达一样的意思。所以你可以说：“这个办法太给力了。” 你真给力！给力是有帮助、给面子、好的意思。那没有帮助、不好，就是不给力啦。给力原来是北方一些地方的方言，后来在网络上流行起来，现在还出现在了词典里。给力可以用在很多地方。 工作上，你可以说我们老板真给力，每个月都给我们发奖金。生活中，你可以说这个网速太不给力了，看电视剧老卡。看球赛时，大家用的最多的也是给力，比如德国太给力啦，这场球不给力呀、啊，等等。 你也试着用用给力吧，别人会觉得你的中文很给力哦。À, uh, xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Uh, mọi người cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Và ai chưa đăng ký, hãy đăng ký để nhận những cái thông tin mới nhất về những cái video clip. Và cái mùa dịch bệnh này thì cũng chúc cho mọi người cùng với người thân an lành vượt qua cái đại, đại dịch này nhé ừ. xin chào mọi người